Bác nha, hôm nay em giới thiệu cho tất cả các bác một chiếc âm ly AUX nha. Đấy, gọi là AUX. Sau này được sản xuất năm 1975 các bác nhá. Đến thời điểm hiện tại nó đã được sinh ra đời 49 năm các bác ạ. Đấy, cực kỳ là cao các bác ạ. Đấy, các bác nhìn này, đấy, những cái đai nó cũng còn rất là đẹp các bác ạ. Đấy, còn nguyên là 7 màu luôn á. Xài hai tụ lọc ha. Đấy. 550V 10.000 UF ha. Đấy, của Lippon. Và đây là một cụ nguồn á. Đấy, tụ nguồn này thì họ có làm luôn cả vỏ luôn nhá. Đấy, nó nghe là nằm trọn bên trong luôn, không có hở ra ngoài, giống như người ta chống nhiễu á. Đấy, vào cái thời kỳ năm 1975 các bác biết rồi á, Việt Nam mới giải phóng, em thì chưa được sinh ra đời. Đấy. Nhưng mà những cây Economy này nó đã được sản sinh ra. Đấy, anh nhìn thấy không? Rất là đẹp ha. Đến tới thời điểm hiện tại thì theo những cái đồ của đất nước Nhật Bản thì đến tận bây giờ vẫn được rất là nhiều người tin dùng. Đó là như vậy, đặc biệt là những các bác chơi audio. Đấy. Nghĩa là đồ của Nhật thì nó sẽ vừa tầm tiền đến hàng bãi ha. Nhưng mà mình vẫn sở hữu được những cái Omni ngày xưa nó mua bằng cả gia tài các bác nhá. Đấy. Bác nhìn thấy không? Còn rất là đẹp nhá. Con này thì nó sẽ đánh là 8 con sò than, 4 con xanh, 4 con đen các bác nhá. Nằm trên hai cái miếng nhôm như này ha. Đấy. Rất là đẹp ha. Đấy. Chức năng thì con này đang hoạt động là đầy đủ luôn các bác ha. Đầy đủ chức năng luôn, không thiếu chức năng gì cả. Đấy. Đây là con này đánh được hai cầu nhá, cầu A và cầu B, và đánh độc lập AB và A cộng B luôn các bác ha. Đấy. Có low lớt này, đấy, steel molo này. Và đây là cái tab 1, tab 2 này. Đấy, có thể sử dụng băng này, đi than. Đấy, em mở mới có khoảng 60. Đấy, 60. Nói chung là mở hướng khoảng đăng khoảng 7 giờ thôi. Đấy. Nói chung là em đang mở với cái âm ni filler thôi. Một cặp filler nghe cũng khá là ok. Em thì treo cao để hát karaoke. Đấy, em quay lỗ thất cho các bác bên trong này. Đấy, các bác nhìn ở dưới sàn dưới nó còn 7 màu cả, còn rất là đẹp ha. Quay rất là kỹ cho các bác coi nhá. Đấy, đồ của Nhật sản xuất cách đây 49 năm, về mở là chạy luôn. Ở dưới đáy con này nó là sắc xi 7 màu các bác ha. Đấy. Còn rất là đẹp các bác ha. Đấy. Đây là những cổng kết nối phía sau đây, phone 1, phone 2 ấy. Đấy thì cổng này thì người ta sử dụng đĩa than, tuner và AUX input này. Nói chung là về sau nó còn rất là sáng các bác ạ. Đấy, hàng nguyên bản nhá, chưa có lau chùi vệ sinh gì các bác ạ. Đấy, rất là đẹp ha. Đấy. Công suất là 125W nhá, được sản xuất tại Nhật Bản. Đấy. Và năm sinh của nó đây các bác ạ. Đấy. Đây các bác ạ. Đó, các bác thấy không? 1975 các bác ạ, 1975 đó. Đấy, rất là đẹp. Vỏ nhôm nhá, nhôm phay. Trên này nó có làm nhám đi để mình vặn cho nó thuận tiện đấy. Đây. Đấy. 420 nhá. Đấy, có tất cả những cổng kết nối ở trên đây là hướng dẫn sử dụng mà. Đấy. 4 con ốc zin của nó đây. Con này zin toàn tập từ A đến Z nha các bác nhá. Cắm điện là chạy, không qua sửa chữa, không qua đụng chạm gì các bác ạ. Đấy. Còn rất là đẹp á. Các bác quan tâm tới cái con Omni này thì alo cho em các bác nhá. Đấy. Đây, các bác nhìn được ốc này. Đấy, 49 năm thì mình cũng cho nó một tràng vỗ tay các bác ạ. Để nó con bảo quản một con Omni đến thời điểm hiện tại là 49 năm thì cũng không phải là đơn giản các bác ạ. Và nó còn sạch sẽ như này, khô ráo như này á. Rất ít bụi bên trong các bác ạ. Đấy. Ok nhá, cảm ơn các bác rất là nhiều. Các bác quan tâm thì alo cho em nhé. Con Omni này thì em cũng xin báo giá với các bác là 4.500.000. Cảm ơn các bác rất là nhiều nhá. Đấy. Đôi loa bát 20 của Filler là nghe phê lòi các bác ạ. Nghe
nghe cực kỳ đa các bác ạ. Đấy. Bác có thể vẫn nghe nhỏ bình thường nhá. Đấy. Ok nhá, em cảm ơn các bác rất là nhiều. Các bác quan tâm đến con âm ly này thì liên hệ cho em các bác ạ.